Chào mừng các bạn đến với series về lập trình Java cơ bản. Thế chúng ta lại có một bài đầu tiên, lập trình Java cơ bản này. Lập trình Java cơ bản. Mã môn chúng ta là mốt 1014. Chúng ta sẽ có cái lộ trình chúng ta học theo 8 bài lý thuyết, 8 bài thực hành. Bao gồm có 8 bài lý thuyết này và 8 bài thực hành. Thế thì cái bài lý thuyết thì mình giới thiệu nhanh thôi. Mình sẽ cho nó chạy slide để cho các bạn đọc, bạn xem. Thế còn bài thực hành thì mình sẽ làm cụ thể nhé. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bài lý thuyết 1. Đấy là lập trình Java. Lý thuyết 1. Lý thuyết 1. Giới thiệu Java. Mình chạy slide thì mình không nói cái gì cái chuyện này cả. Thế các bạn mở cái phần lý thuyết 1 ra, ta có tìm hiểu về ngữ lập trình Java này. Biết cách thiết lập môi trường cho ứng dụng Java, nắm được cấu trúc chương trình Java, sử dụng công cụ NetBeans, vân vân, biết cách nhập liệu từ bàn phím này. Ok, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có, ví dụ chúng ta có này, Java nhỉ, là ngôn ngữ lập trình có các đặc điểm là hướng đối tượng này, chạy trên mọi nền tảng, bảo mật cao, mạnh mẽ, phân tán, đa luồng xử lý. Và lịch sử phát triển thì nó ra đời từ năm 1991, đúng không? Với cái tên gọi đầu tiên là OAK, năm 1995 thì đổi tên thành là Java, và đến năm 2010 thì Oracle mua lại. Tiếp theo, học Java có thể làm những sản phẩm gì? Thì như bạn biết, Java nó là một cái nền tảng phát triển rất là nhiều các sản phẩm. Nhìn ở trên cái slide thì bạn sẽ thấy là gì, xung quanh ngôn ngữ Java có rất nhiều các thiết bị, từ điện thoại, từ máy tính, từ tivi, vân vân, máy in, đủ các thể loại. Như vậy là học Java là chúng ta sẽ làm được rất nhiều thứ, đúng không? Tất cả những cái gì, gần như là những cái gì mà chạy được trên nền tảng Java thì hầu hết là các thiết bị nó cũng sẽ hỗ trợ. Ok, chương trình Java đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ viết một cái file bằng Notepad, chúng ta thấy 1, 2, 3 đây. Thì ở đây nó sẽ có cái chương trình là chương trình dịch, đúng không? Dịch cái chương trình này thì nó sẽ, mã nguồn đây là mã nguồn, còn đây là chương trình dịch. Khi chúng ta đưa mã nguồn vào chương trình thì nó sẽ chạy, đưa ra thông báo. Trường hợp này thông báo là gì? Hello. Ở đây cái cách gọi ở đây thì người ta sẽ sử dụng cái hàm là hàm main, đúng không nhỉ? Hàm main chúng ta lưu cái file đó trở thành là helloworld.java, và khi ta thực thì ta chạy thì nó báo lên cái thông báo là gì? Hello. Ok. Khác với ngôn ngữ lập trình khác thì Java sẽ biên dịch ra mã bytecode, sau đó sẽ được thực thi bởi cái môi trường thực thi của máy ảo Java. Ok, thì bạn nhìn thấy là Java, như Java này được dịch này, dịch ra bytecode này, nó sẽ chạy trên ví dụ như là macOS thông qua cái interpreter, đúng không nhỉ? Java cho Windows và Java cho Linux. Như vậy là tất cả nó sẽ được chạy dựa trên cái mã bytecode này các bạn nhé. Một số công cụ liên quan đến phát triển Java thì ta có JDK, và chúng ta phải biết cách cấu hình cái JDK đấy nhé. Thì cụ thể chúng ta sẽ dần dần ta sẽ tìm hiểu được. Đây là cách chúng ta cấu hình, chúng ta sẽ phải cấu hình các cái biến là path và class path đấy, để chúng ta biên dịch. Ok, tất nhiên là khi bạn cài NetBeans thì bạn sẽ không phải quan tâm đến cái này nhiều đâu. Tuy nhiên là trên thực tế là chúng ta phải biết cách cấu hình cái này. Chúng ta phát triển công cụ dựa trên NetBeans này, dựa trên Eclipse này, dựa trên IntelliJ. Thì đối với cái loạt bài này thì mình sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng trên NetBeans. Nào, khái niệm biến thì chúng ta hiểu là đây là một cái class Java này. Chúng ta định nghĩa các biến, ví dụ như biến này, in A bằng 5, in B bằng 7, in C bằng A cộng B. Chúng ta in ra một cái tổng là C. Như vậy trong trường hợp này A, B, C được gọi là
biến, tóm lại biến dùng để lưu dữ liệu. Ok, đây bạn thấy rằng như vậy ở trong cái mô tả cái slide này ta thấy in a bằng 5 thì a sẽ là tên biến, đúng chưa? Dấu bằng là phép gán, đúng chưa? 5 là giá trị, như vậy ta thấy là gì? A sẽ nhận giá trị bằng 5, tức là 5 sẽ được đổ dữ liệu vào gì? Vào biến A. Ok. Các trường hợp khác tương tự, chúng ta cũng có thể khai báo là in A phẩy B bằng 5 phẩy C, thì lúc này A không khởi tạo giá trị, nhưng mà B khởi tạo giá trị bằng 5 và C cũng không khởi tạo giá trị. Một số quy tắc đặt tên biến thì các bạn chú ý là thứ nhất là không trùng với các từ khóa và không bắt đầu với số. Đấy là quy tắc đặt tên biến. Không bắt nguồn với các ký tự đặc biệt, ví dụ như đô la. Okay. Và đây là các cái từ khóa của Java mà chúng ta không đặt tên biến trùng với các từ khóa này. Bạn nhìn đây thì bạn sẽ hiểu là biến nào là biến hợp lệ. Đây là hợp lệ, đây là không hợp lệ vì nó bắt đầu bằng gì? Số. Các phép tính số học chúng ta thực hiện trên Java, chúng ta dùng cộng trừ nhân chia, vân vân. Và tuân theo thứ tự ưu tiên là nhân chia trước cộng trừ sau. Đấy. Một số các hàm xuất dữ liệu trên màn hình, ví dụ ta dùng hàm là system.out.print, system.out.println và system.out.printf. Các bạn chú ý. Và các định dạng của chúng ta có phần trăm d là số nguyên, phần trăm f là số thực, phần trăm s là chuỗi. Ok. Phần trăm f tức là chấm 3f tức là định dạng là gì? Ba số lẻ. Như vậy ta hiểu d là số nguyên, f là số thực và s là chuỗi. Ok. Và đây là cách chúng ta chuyển dữ liệu. Một số những hàm nhập dữ liệu từ bàn phím thì ta dùng ví dụ như là gì? Scanner.dateline là nhận một dòng từ bàn phím. Scanner.datein là nhận một số nguyên từ bàn phím. Scanner.datedouble là nhận một số thực từ bàn phím. Ok. Các hàm toán học khác thì chúng ta dùng cái thư viện là math.sqrt chẳng hạn, thì đây là hàm gì? Căn bằng 2. Math chấm cái gì đó. Có rất nhiều hàm. Như vậy ta dùng cái thư viện là gì? Math nhé. Đây là một số những hàm mà chúng ta sử dụng thư viện math này. Math.min, math.max, math.pound hàm lý thừa. SQLT. Ok, các bạn chịu khó đọc kỹ cái này để tham khảo. Ok, như vậy cái nội dung của ngày hôm nay thì chúng ta đã học qua một số những cái nội dung, ví dụ như chúng ta sử dụng JDK, sử dụng IDE, thì cụ thể đây chúng ta sử dụng JDK, IDE chúng ta sử dụng Java, NetBeans các bạn nhé. Biến và quy tắc đặt tên biến thì các bạn xem lại các cái slide nói về biến và quy tắc đặt tên biến. Toán tử số học bạn biết rồi. Xuất ra màn hình chúng ta dùng print, system.out.println, printf, print. Nhập từ bàn phím ta dùng gì? Scanner.dateline, dateIn, dateDouble. Okay. Sử dụng các hàm toán học chúng ta sử dụng gì? Thư viện math. Ok, như vậy chúng ta sẽ xem nếu như bạn có